Uh, vâng, shop Cá ha xin chào các bác nhá. Thì hôm nay bên em tiếp tục về một lô bơm. Đây, mẫu này là mẫu bơm hỏa tiễn. Còn đây là mẫu bơm dầu, bơm dầu ly tâm uh, tự mồi. Đó thì hai lô ờ uh, hai mã này thì đợt vừa rồi em mới hết hàng. Đấy thì trong thời gian hết hàng cũng có rất nhiều bác đã hỏi em và nhờ nhờ em uh, khi nào có hàng về thì thì liên hệ để để gửi cho các bác. Nhưng mà thật sự là em cũng chia sẻ rất nhiều video rồi là em số lượng đơn hàng em cũng khá chỉ là lớn nên là em không thể nào nhớ được từng bác đâu đấy ví dụ mã này hết rồi mã kia thì nó còn nó rất là nhiều mã nên em không thể nhớ được thì em có dặn các bác là khi nào các bác đăng ký kênh youtube của em khi nào hàng về em sẽ làm một cái video ngắn đây ví dụ như video này đấy em quay để em giới thiệu là mẫu này đã về thì các bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em thì lúc đó em có sẵn hàng thì em sẽ gửi luôn cho các bác được đó thì đấy là một cái lưu ý nho nhỏ của các bác, ờ, cái mã nào hết em em bảo hết ý và em hẹn các bác là khoảng bao lâu thì hàng về, Để ví dụ em bảo một tuần hay là ba hôm nữa thì hàng về thì các bác uh, uh, đăng ký kênh và lưu ý tầm ý thì, thì chủ động mà lên lên kênh YouTube ý thì nếu như hàng về em sẽ làm video mới thì nó sẽ hiện thông báo cho các bác thì các bác sẽ sẽ nhận được thông báo và bác sẽ biết đó, thì ở đây thì em thứ nhất là thông báo qua cho các bác là mẫu này hai mẫu này đã về đã có hàng về và em sẽ quay lại cái thông số để cho bác tham khảo ờ, thì đây là cái mẫu bơm hỏa tiễn trục xoắn 12V đây em quay lại gần cho bác xem này đấy mẫu hỏa tiễn trục xoắn 12V con này là 250W cái cột áp của nó là 15 đến 20 m nhá thích hợp cho bác thả giếng đào hoặc là cần phải đẩy nước đi xa thì dùng con này rất là ok cái lưu lượng nước của nó từ 1 đến 2 khối một giờ đó. cái mẫu này thì em bán rất là nhiều rồi bán mấy năm nay rồi cơ không phải bây giờ mới bán Thế nên là uh, em chỉ giới thiệu qua cho các bác về thông số cũng như là báo uh, thông báo là hàng đã về của cái mẫu này rồi còn tiếp theo tiếp theo thì là cái mẫu bơm dầu thì cái mẫu này cũng tương tự em bán cũng ba bốn năm nay cái mẫu này rồi dùng rất nhiều hiệu quả để cho các bác chuyên dùng để bơm hút dầu diesel từ phi hoặc từ can ra san chết nhiên liệu hoặc là bơm trực tiếp vào vào máy đấy đây thì cái mã này thì là nó là bơm đây em sẽ cũng sẽ quay qua cho các bác xem thông số à, đây 12 v này năm trăm tám w lưu lượng lớn nhất là 50 lít một à, phút hút sâu được 5 m đó để tự mùi 5 m đó thì cái mẫu này cũng tương tự là em đã đã phân phối rất là nhiều và lâu rồi nên là cái độ các bác nào đã xem kênh của em ấy mà theo dõi kênh em ấy, thì mới biết cái mẫu này em bán được ba bốn năm nay rồi cả hai mẫu này luôn. Đấy, đây là hai cái mẫu bên em bán rất là chạy. Đó thì cái video này em sẽ uh, quay ngắn nhảy thôi. Uh, mục đích chính cũng chỉ là thông báo cho các bác là biết là mẫu này em đã về, hai mẫu này đã về. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì hoặc là tìm hiểu thì bác cứ liên hệ trực tiếp với hotline em để dưới góc màn hình. Đây, bên tay trái này. Đó, thì vâng, thì shop kha xin cảm ơn các bác nhá. Chúc các bác cùng một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Vâng, shop kha xin chào rất là bác.